Hi, xin chào các bạn. Ngày hôm nay, mình sẽ mang đến cho các bạn một trong các phiên bản giới hạn hiếm nhất trong series Magiran G, đó chính là Faikaiser. Đây là sự kết hợp giữa chú ngựa đen Barikion của kỵ sĩ bóng đêm và siêu nhân đỏ. Theo nguồn tin từ một số nhà sưu tập thì số lượng của mẫu này rất ít, rơi vào khoảng 5 bộ. Đầu tiên, chúng ta sẽ đi vào chi tiết của chú ngựa Barikion nhé. Điểm nhấn ở đây là phần đầu và cổ ngựa với cặp tai và chiếc sừng được làm hoàn toàn bằng nhựa dẻo nguyên bản không sơn. Kế đó quay sang phần đuôi cũng vậy. Về nhân vật kỵ sĩ nhỏ thì thực chất đây là vật phẩm được lấy ra từ bộ Magikin mạ vàng. Các điểm nhấn có thể kể đến như phần giáp, đầu và cả phần bàn tay. Ở hình dạng robot, chúng ta sẽ sử dụng chính phần đầu và cổ ngựa để làm thành một vũ khí. Theo phản hồi của một số bạn thì mình đã thử thay nhân vật kỵ sĩ nhỏ màu tím vào và đây là kết quả. Ok, vậy là hôm nay mình đã giới thiệu về mẫu robot Faikaiser bản mạ vàng. Các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh và theo dõi các video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!